Nhà Phật nói giác và mê. Tình trạng giác và mê rất đơn giản. Có lòng tin đối với pháp thế xuất thế gian chính là giác. Không có lòng tin tức là mê. Lòng tin từ đâu mà có? Lòng tin từ tánh đức hiển lộ ra. Đây là tánh đức. Vì sao biết nó là tánh đức? Chư vị thánh hiền xưa nói với chúng ta, làm người lập thân trên thế gian này không ngoài bốn khoa. Bốn khoa mục. Thứ nhất là ngũ luân. Thứ hai là ngũ thường. Thứ ba là tứ duy. Thứ tư là bát đức. Trong ngũ luân, bằng hữu hữu tính, quý vị thấy có chữ tính. Trong ngũ thường, nhân nghĩa lệ trí tính, quý vị xem lại có một chữ tính. Trong bát đức, hiếu đệ, trung tín, nhân ái hòa bình là có một chữ tín. Quý vị thấy trong bốn khoa có ba chữ tín. Tín này quan trọng biết bao. Trong Pháp Đại Thừa nói, tín di đạo nguyên công đức mẫu, năng trưởng nhất thiết chư thiện căn. Như vậy không tin sao được? Phản diện của tín là nghi hoặc. Nghi là căn bản của phiền não. Tham sân si mạng nghi. Trong giáo lý Đại Thừa, nghi chính là chướng ngại hàng đầu của Bồ Tát. Hoài nghi đối với giáo huấn thánh hiền, hoài nghi đối với Phật Bồ Tát, hoài nghi đối với tự tánh. Không biết có tánh đức. Đến phương pháp trị liệu bình thường nhất, trị liệu có hiệu quả chăng? Có phương pháp hiệu quả, có phương pháp không hiệu quả. Hiệu quả sanh ra từ đâu? Từ lòng tin. Đại khai khoảng 30 năm trước, khi tôi ở Mỹ, có lần tôi bị bệnh cảm. Ở Dallas có một bác sĩ đông y cũng khá nổi tiếng. Các vị đồng tu đưa tôi đi khám bệnh, nhờ ông trị liệu.
Tôi liền thảo luận với bác sĩ về vấn đề này. Tôi nói bác sĩ và bệnh nhân phải có duyên, không có duyên trị không lành. Ông ta đồng ý. Duyên là gì? Bệnh nhân phải có lòng tin đối với bác sĩ, bác sĩ phải có lòng tin đối với bệnh nhân. Bệnh này dễ trị lành. Nếu không có lòng tin, y thuật dù cao minh cũng trị không lành. Tôi nói với ông về đạo lý này, ông rất tán thành và tiếp thu. Tôi nói thật ra, vì sao lành bệnh? Ít nhất 7 phần 10 là nhờ lòng tin của mình, khiến thân thể này khôi phục bình thường, bệnh lành. Y thuật tối đa chỉ có 3 phần năng lượng. Cho nên lòng tin là mẹ của mọi công đức, trưởng dưỡng hết thảy các thiện căn. Cầu học, học đạo, học Phật, lòng tin rất quan trọng.